Xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán khá là đơn giản. Bài toán có tựa đề như sau: tính số bước để giảm một con số về không. Đầu bài yêu cầu chi tiết như sau: cho chúng ta một con số in, đây là một con số dương. Chúng ta phải trả về số bước để mà giảm nó thành con số không. Nếu như mà con số hiện tại của chúng ta là một số chẵn thì chúng ta phải chia nó cho 2. Ngược lại, chúng ta phải trừ nó đi 1. Rồi chúng ta đi vào ví dụ 1 để dễ hiểu hơn. Đầu bài đưa vào cho chúng ta con số 14 là một con số dương. Thì chúng ta sẽ lần lượt làm như sau. Ở bước 1, chúng ta kiểm tra số 14 là số chẵn thì chúng ta sẽ chia nó cho 2 và chúng ta thu về được 7. Ở bước 2, chúng ta lấy 7, chúng ta kiểm tra đây là số lẻ thì chúng ta sẽ tiến hành trừ 1 cho 7 và chúng ta thu về 6. Trong bước 3 thì chúng ta cũng kiểm tra 6 là chẵn, chúng ta chia cho 2 và chúng ta thu về 3. Bước 4 thì chúng ta lấy 3 là lẻ, chúng ta trừ 1 thì ta thu về 2. Bước 5 vì 2 là lẻ nên ta chia, vì 2 là chẵn nên ta chia cho 2, chúng ta thu về 1. Và bước cuối cùng là bước 6 vì 1 là lẻ nên ta sẽ trừ 1, lấy 1 trừ 1 thì chúng ta thu về 0. Như vậy thì kết quả trả về cho chương trình của chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bước, tổng cộng 6 bước. Tương tự thì các bạn cũng có thể tự mình tính toán cho ví dụ 2. Với số 8 thì chúng ta cần 4 bước. Ví dụ 3 với số 123 thì chúng ta cần 12 bước. Thì chúng ta đã nắm được yêu cầu của đề bài, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Thì thuật toán này mình cảm thấy là khá là đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái vòng lặp và chúng ta lặp cho đến khi nào mà cái num này nó còn lớn hơn không. Trong mỗi lần lặp thì chúng ta sẽ kiểm tra num là chẵn hay lẻ bằng cách là chúng ta chia phần trăm. Chia phần trăm tức là mình chia lấy dư với 2. Thì nếu như bằng 0 có nghĩa là con số num là con số chẵn. Còn nếu như bằng 1 thì có nghĩa là con số num là con số lẻ. Thì khi con số num là chẵn chúng ta sẽ chia cho 2 lấy phần nguyên. Còn khi mà num là số lẻ thì chúng ta sẽ trừ cho 1 và lấy phần nguyên. Chúng ta làm như vậy cho đến khi num là 0. Và trong mỗi lần làm thì chúng ta sẽ tăng cái biến kết quả của chúng ta lên một đơn vị. Rồi, cái bài này mình thấy là rất là đơn giản ha. Thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Đầu tiên mình sẽ khai báo biến result có giá trị bằng 0. Mình trả về result. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu tính toán ở đây. Đầu tiên mình khai báo một cái vòng lặp for. Vòng lặp của mình sẽ chạy khi mà n còn lớn hơn 0 và kết thúc khi n bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra n là chẵn hay lẻ bằng cách phần trăm cho 2 bằng 0 thì có nghĩa là n num có nghĩa là số chẵn. Khi num là số chẵn thì chúng ta sẽ lấy num bằng num chia cho 2. Còn nếu num mà là số lẻ thì chúng ta sẽ lấy num bằng num trừ cho 1. Rồi, thì mỗi lần như vậy chúng ta nhớ là chúng ta phải tăng cái biến kết quả của chúng ta lên một lần, có nghĩa là một bước. Đối với ví dụ 1 thì chúng ta sẽ lúp qua 6 lần thì cái biến kết quả sẽ tăng lên 6 đơn vị và chúng ta sẽ trả về 6. Thì mình thử chạy đi coi chương trình nó có lỗi gì không nha. Rồi như vậy là mình đã giải xong cái bài này với ví dụ 1. Mình thử submit để giải các ví dụ khác. Rồi, các bạn thấy là chúng ta đã giải được thành công tất cả các ví dụ. Thì bài này nếu mình xét về độ phức tạp của cái thuật toán thì mình gọi n, thì mình gọi luôn chính là num đi, mình gọi cái num này. Thì nếu như mình thấy là num, cái vòng lặp này nó không chạy từ đầu, nó không chạy num lần, có nghĩa là nó không chạy từ 0 cho đến 1, 2, 3, 4 cho đến num, mà mình thấy là nó sẽ chạy theo hai cách. Khi mà nó là chẵn thì nó sẽ giảm đi một nửa, còn khi mà nó là lẻ thì nó mới giảm đi một bước, giảm đi một đơn vị mà thôi. Thì mình có thể ước chừng nó là số lần lặp của nó sẽ khoảng là, theo mình nghĩ nó sẽ là log n, thì nó sẽ là cái bài này là cái độ phức tạp của thuật toán là hợp lý.
và cái độ phức tạp của không gian lưu trữ nó sẽ là một hằng số, vì mình không sử dụng thêm bất cứ một cái không gian lưu trữ nào mà nó có giá trị thay đổi theo biến năm được. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, share và subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có góp ý hay có cách giải hay hơn thì các bạn có thể post vào các phần comment ở phía bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp, xin chào và hẹn gặp lại.